gì? Dạ, con đó thì con cách đây năm ngoái là con bị accident xe, con bị tai nạn xe. Con bị tai nạn xe và con phải tập physio, nhưng mà cái lưng con cũng còn đau đau. Và tối con phải để gối dưới đây để con ngủ. Mà hoặc là cái khi con tập để chân lên tường để cho nó thông suốt máu này nọ. Mà con vẫn thấy nó không có cái gì, nó cũng chưa có bình thường. Tức là bây giờ con té xe con đụng ở đâu cái ra nè? Con té xe thì người ta đụng phía sau đụng tới. Dạ. Rồi người ta đi chụp hình cho con cái lưng con bị ở đốt mấy. Con không bị gì hết trơn. Nó là con bình thường. Nhưng mà nó về nó đau lưng. Nó đau đây và nó đau lưng. Bây giờ hiện giờ giữa cái cổ và cái lưng cái nào đau nhiều? Dạ cái lưng nó đâu còn thú thú. Bây giờ giữa cái lưng và cái cổ là cái nào tồn tại? Cái lưng nhiều quá không? Dạ. Với lại con cũng bị là mấy cái bị allergy ngoài da, con biết tại sao nó bị đỏ nổi mà nó ngứa ngứa này. Thầy coi đi con. Dạ. Nhiều quá chứ. Dạ. Này. Bị phải không? Dạ. Rồi, đau chân chưa? Dạ rồi. Rồi. Bây giờ cái lưng ngay chỗ nào? Chỉ đi. Ok, giờ đi xây đứa bước ra ngoài đi, bước ra ngoài sao là đứng vậy đó, không đứng ngon ngang vậy, nghe đó chỗ đó trống đó, con bỏ cuốn sách xuống đi, rồi con đứng ngó này nè, con cúi thẳng lưng á, cúi thẳng lưng mà hai tay chống đất. Con sẽ đau chỗ nào? Có đau không? Dạ, hơi hơi như này thôi. Ok, rồi bây giờ ngửa tối ra, con đã đau chỗ nào? Không ngửa không nào? Dạ. Mặt cúi đau phải không? Dạ. Thấy cái khó chịu tồn tại nằm ở đâu vậy chứ? Đây đây. Rồi là cái chân này lên. Dạ. À. Con thụt ra chút xíu đi. Rồi gác hai chân lên. Bây giờ giải quyết cái chuyện mấy cái đế này trước nha. Dạ, cái tay bị ngứa. Ừ. Dạ. Ngứa chỗ nào nhiều nhất? Nguyên cái bàn tay chỗ này. Nguyên ngứa phải không? Dạ. Hiện giờ vẫn còn ngứa không? Dạ không. Vậy thầy chữa bớt, sao biết bớt? Thì con chỉ là dạo này con ăn không ăn thịt nữa. Con đang cũng... Không, cái ý thầy nói cái cảm giác thực tại đang ngồi với thầy nè. Dạ. Chỗ đó nó khó chịu không? Dạ, hiện giờ thì không. Con biết nó nổi lên thôi chứ nó không ngứa không gì hết. Ok. Nhưng mà cũng... sáng á, con thức dậy á, là tự nhiên nó ngứa không phải là ngại. Rồi làm gì cho nó hết buổi sáng? Dạ không, con chỉ đi tắm nước tận cho nó. Ok. À, giờ hơi cái này chỉ cho nha. Dạ. Hơi cái đế từ đây đi vô nè ha, chỗ nào nó nóng á. Không à. Dạ. Nóng nhiều ha. Dạ. Khi nó nóng nhiều vậy đó, mình lấy ra xa, mình hơ cho tới khi nào mình chịu không nổi nữa, mình tắt máy. Cái nóng á, mình chịu không nổi nữa. Xong ha, qua này. Giống vậy. Hy vọng cái cung này bự đó, cung này lớn quá. Thử cái chỗ cái cảm giác của bàn tay trên đó giờ anh sao? Rất là khỏe thầy, con thấy là nó cũng như là nó không ngứa mà nó không có bị gì hết trơn, mình cứ cảm tưởng như là mình không bị gì hết. Không có bị bệnh gì hết ha. Như vậy là tôi ăn được tiền được một bác sĩ da liễu rồi. Dạ thưa thầy, có cần cử ăn gì không thầy? Thường thường mấy cái, ví dụ thầy nói là cử đồ biển, tại vì đồ biển không tốt, nhưng mà cá có nằm trong cái đồ... Nó đỡ hơn mấy thằng kia. Dạ. Đã mình cử tôm, nghêu, sò, ốc hết là nó ăn đồ dư. Hơn cá. Dạ. Đánh cái lò. Thành để cho nên thử bớt ăn thì tốt. Dạ thưa thầy, cái cà phê nó có ảnh hưởng tới cái thức ăn của
ăn và cái cơ thể con người? Cái liên quan cái gì mà kích thích nhiều là cái gan nó ảnh hưởng. Do vậy cho nên là bớt ăn những chất gia vị nhiều. Dạ. Mà hơn mỗi ngày đây là chính nè. Dạ. Là cái này nó có bị những này, nó bị chai chỗ này, có nghĩa là nó có ảnh hưởng. Thì đó là cái gan nó ảnh hưởng cho nên nó mới vậy đó. Cho nên nếu không thầy đổ hơi dưới chân con chi. Rồi cái thầy nói là từ từ chưa tới cái mông. Bây giờ mới đó là cái okay. Con xin đứng lại. Còn cái này nha. Chỗ nào đau nói. Chú cha cái này nó cũng dày côn quá nè. Chỗ nào đau nói nha. Chịu đựng nha. Bà thấy không? Nó trúng là nó nhảy dựng nè. Chứ không phải ai mà ăn hiếp gì hết. Bình tĩnh. Bởi vì khi quý vị làm, quý vị thủ một tay về cho người ta nè. Tặng mấy giật mình đó, mình đẩy tới trước, mình giữ thôi, người ta không té. Khi đau giật mình dữ lắm. Đó, tôi giải quyết cho cái đoạn gan. Rồi, rồi đứng lên cúi xuống lại thử như nãy thầy coi thử thay đổi mình. Về nhà làm chống nghệ nha. Ngày ba sợ. Bị cholesterol nó hơi cao á. Ờ. Thì bởi vì nó mới sinh ra một nghi dựng ngứa này nè. Cái gan là vậy. Không tiêu được những cái chất độc, chất mỡ, chất khó tiêu. Mình hơi vậy đó, rồi bấm như vậy mà vừa hết lưng hết đó luôn. Rồi.